Mason Greenwood của giải thưởng CF75 RM74 VST75, mức lương 5, chiều cao 1m87, nặng 65 kg, thể nhỏ, hai chân thuận như nhau 5 năm. Có 4 sao kỹ thuật, 3 sao kỹ thuật. Và khi áp lên mức thiệt cộng 5 là 4 sao. Cầu thủ này sinh năm 2001. Vậy là còn rất trẻ. Chỉ số góc bao gồm sút xoáy, tinh tế, sút và tạt mã ngoài, qua người. Có thể thi đấu tốt ở CF, RM hoặc ST. Điểm mạnh của thủ này là khả năng tăng tốc và tốc độ. Ta sẽ review xem Mason Greenwood ở vị trí ST với chiến thuật đơn là công 3 thủ 1, sẽ lách tuyến phòng thủ đánh chặn thông thường và chạy chỗ, hỗ trợ cho tiền đạo trẻ của Manchester United, sẽ là những icon. Mason Greenwood là cầu thủ bóng đá quốc tịch Anh. Như vậy là sau Michael Rashford thì đội tuyển Anh đã có thêm một tiền đạo chất lượng còn rất trẻ trong độ tuổi teen. Đó là Mason Greenwood. Mason Greenwood đã có những bàn thắng rất quan trọng cho Man U ở mùa giải trước, và hiện tại thì anh đang là một phương án lựa chọn thay thế cho việc Martial bị chấn thương. Và những gì mà Mason Greenwood thể hiện ở độ tuổi còn rất trẻ của mình đã khiến cho các nhà chuyên môn đánh giá rất cao tiền đạo này. Chúng ta sẽ có trải nghiệm về mùa thi đấu duy nhất của anh ở thời điểm hiện tại. Chiều cao 1m87 và một cân nặng 65 kg là một điều kiện thể hình tốt. Tuy nhiên nếu như trong thời gian phát triển tới đây thì Greenwood có thể cải thiện về sức mạnh cơ bắp cũng như là chỉ số cân nặng của mình, thì anh sẽ đạt tới một thể hình lý tưởng. Tuy nhiên thì năm nay mới bước sang độ tuổi 18. Greenwood đang còn rất nhiều cơ hội để trưởng thành. Và những gì anh thể hiện và những bàn thắng anh ghi được cho MU đã chứng minh được tài năng của Mason Greenwood. Như huấn luyện viên một tình huống bất cao đánh đầu Greenwood. Vậy là vì ở mùa giải thường chỉ số tương đối thấp nhưng anh vẫn thể hiện được tố chất của mình. Khả năng bật nhảy tốt đấy các bạn. Tốc độ là điểm mạnh của Greenwood. Kỹ thuật rất hay. Wow, một tình huống dứt điểm và solo ấn tượng sao mai này, quá đẳng cấp. Chỉ số ẩn, sút và tạt má ngoài cực nguy hiểm ở những tình huống các bạn có thể dứt điểm bằng má ngoài. Và một bàn thắng mà khiến đối thủ cũng phải trầm trồ. Để nói lên tài năng của Mason Greenwood. Tất nhiên ở mức thẻ quá thấp thế này thì chỉ số quá thấp thế này thì chúng ta cũng không đánh giá được nhiều. Tuy nhiên những phẩm chất của anh là rất ấn tượng. Đây có thể là một trong những mẫu ST, một mẫu tiền đạo rất đáng sợ. Bởi sự nhanh nhẹn, khéo léo, kỹ thuật, khả năng không chín, cũng khả năng sử dụng hai chân đều như nhau.
Đặc biệt là kỹ năng sút và tạt mã ngoài. Nhìn những trận đấu xếp hạng thì tương đối là căng thẳng, vì vậy để review nó không phải đơn giản. Nên đây là chúng ta có một trận trải nghiệm Mason Greenwood. Cú dứt điểm. Tôi nhìn bóng đã đập vào hậu vệ đối phương bay ra ngoài. Mason Greenwood có lẽ sẽ là một thành phần của đội tuyển Anh tham dự Euro 2020. Và nếu phong độ tốt như thế này thì anh hoàn toàn có thể được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Anh để tham dự World Cup 2002 ở Qatar. Anh sẽ là một sự lựa chọn chất lượng. Đối với những huấn luyện viên hoài cổ thì còn nhớ màn ra mắt của thần đồng bóng đá nước Anh Michael Owen. Và ngay trong trận đầu tiên ra mắt ở giải đấu đẳng cấp cao như Euro hay World Cup thì Owen đã có một màn tăng tốc và ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Và Greenwood cũng vậy, anh đang được xem là một trong những thần đồng của bóng đá của nước Anh thời điểm hiện tại. Và là một viên ngọc quý của Man U thời điểm hiện tại và tương lai. Tình huống hơi lộn xộn nữa như hàng phòng ngự. Tao buồn hai con. Tất điểm. Tình huống vào bóng hơi quyết liệt của Karim Benzema. Greenwood là một mẫu trung phong cắm nhanh nhẹn và hoạt bát. Khả năng tì đè và khéo léo rất ổn. Ngoài ra khả năng chọn vị trí và di chuyển trên sân cũng thông minh và hợp lý. Trong những mẫu cầu thủ có AI chạy chỗ cao đấy, tình huống rất năng nổ tham gia đánh đầu của Greenwood. Nhìn đường bóng của Jude Grealish là hơi sâu. Greenwood sẽ là một sự lựa chọn tốt. Có huấn luyện viên yêu thích tem Man United quỷ đỏ hoặc tem của đội tuyển Anh, hay là tem bao gồm những cầu thủ trẻ trong độ tuổi teen. Anh có thể đá cặp cùng với Erling Haaland tạo nên bộ đôi sát thủ Mason Greenwood và Erling Haaland. Rút ngoài khả năng dứt điểm ghi bàn thì anh có thể hỗ trợ các tiền vệ công ở khả năng chuyền bóng ngắn và bóng dài cũng tốt.
Vì chỉ số của mùa giải thường tương đối thấp và ở mức thiện cộng 5 thì chỉ là 7x thôi. Greywood đã thể hiện được hơn cả sự mong đợi. Đó là anh có thể ghi bàn thành một mũi khoan gây một bàn khó khăn cho đối phương. Tình huống băng cắt và ghi bàn cực nhạy của Zunkorit NHD cộng 8 sau đường chuyền của Raul Gonzalez. Trận đấu cực kỳ hay. Bàn miếng trả miếng của cả hai đội. Greenwood vẫn là trung tâm của những đợt tấn công. Bên phía bóng của chúng ta. Trung có thể chấm điểm cho Greenwood ở mùa giải thường ở vị trí ST. Mức điểm là 8 trên 10. Một mức điểm khuyến khích dành cho ngôi sao trẻ của MU. Ta vẫn sẽ có thêm những bước chạm bóng của Wendrick. Ta sẽ cùng xem lại bàn thắng của Mason Greenwood. Một bàn thắng rất đẹp. Đây. Tình huống xoay người kỹ thuật. Dứt điểm chết chóc.